Cả nước có rất nhiều trường, viện tham gia nghiên cứu phát triển giống cây trồng vật nuôi. Song, cơ cấu giống mất cân đối và không theo nhu cầu của thị trường. Nhiều ngành hàng vẫn phải phụ thuộc vào nguồn giống nhập khẩu. Đây là thông tin tại hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện đề án giống nông lâm nghiệp và thủy sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vừa diễn ra tại Hà Nội. Trong giai đoạn 2010-2018, gần 1.000 giống cây trồng vật nuôi mới được đưa vào sản xuất, đưa năng suất tăng vượt mục tiêu đề án. Tuy vậy, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẳng thắn nhận định, trong 10 năm qua còn rất nhiều điểm hạn chế tồn tại, đó là công tác giống chưa thích ứng với nhu cầu thị trường. 80% là giống lúa, ngô là của nội địa, còn lại rau hoa quả chủ yếu phải đi nhập khẩu giống. Một cái đất nước Việt Nam mà từ chỗ xuất khẩu khoai tây đi mấy cái nước châu Âu, khối xã hội chủ nghĩa, bây giờ lại phải đi nhập khoai tây về để chế biến, nhập hạt rau dền về để gieo, nhập hạt rau muống về, nhập hạt hoa về. Đây là cái nhạy bén chưa đến nơi đến chỗ. Đại diện các viện trường thì cho rằng sản lượng và chủng loại giống không thiếu, mà thiếu giống đảm bảo chất lượng. Trong đó đa phần cơ sở sản xuất không có giống đầu dòng nhưng vẫn làm giống ồ ạt. Hiện nay có một số tỉnh là họ sản xuất rất có nhiều cái cơ sở sản xuất cây giống nhưng mà không có cây đầu dòng hoặc không cây giống gốc. Chính điều này làm cho cái sản lượng có, diện tích có nhưng mà vấn đề chất lượng nó không ổn định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, trong 10 năm tới, sản xuất nông nghiệp phải theo mệnh lệnh của thị trường. Muốn như thế, công tác giống phải đi trước một bước. Thị trường thay đổi thì cơ cấu giống phải thích ứng kịp thời.